Việt Nam, Indonesia hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Joko Widodo thông báo Việt Nam và Indonesia đã hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế. Sau cuộc hội đàm hôm nay giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Joko Widodo, hai lãnh đạo thông báo kết quả của các cuộc trao đổi, trong đó có việc hai bên hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế phù hợp với luật pháp quốc tế. Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Hai lãnh đạo cho rằng hợp tác thương mại đã đạt bước tiến vượt bậc khi kim ngạch hai chiều 11 tháng đầu năm đạt gần 13 tỷ đô la Mỹ, vượt cả năm 2021 và ở mức cao nhất từ trước tới nay. Hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương vượt 15 tỷ đô la Mỹ trước năm 2028 và theo hướng cân bằng hơn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Indonesia xem xét giảm thiểu rào cản thương mại, tạo thuận lợi để hàng hóa từ Việt Nam, bao gồm sản phẩm theo tiêu chuẩn Hà Lan phù hợp với thị trường Hồi giáo, được nhập khẩu vào Indonesia. Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác đầu tư như kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh, giáo dục, du lịch, nâng tần suất các tuyến bay thương mại trực tiếp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Joko Widodo nhất trí duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy thực thi DOC và phối hợp chặt chẽ trong đàm phán COC. Hai lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết và trao đổi một số văn kiện hợp tác về chống khủng bố, chống ma túy, hợp tác năng lượng và tài nguyên khoáng sản. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang trong chuyến thăm cấp nhà nước Indonesia ngày 21/23/12. Việt Nam và Indonesia trở thành đối tác chiến lược từ năm 2013. Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Indonesia trong khối.